Cô chào các em nhé. Bây giờ chúng ta sẽ đi vào giải cái đề kiểm tra giữa kỳ này. Đây là cái đề mà cô đã cho các em làm trước ở nhà rồi. Bây giờ các em giải cùng với cô để kiểm tra đáp án nha. Câu số 1 các em. Câu số 1 người ta yêu cầu mình phát âm chữ y đúng không? Chữ y thì các em có 3 cách phát âm. 3 cách phiên âm ha. Nếu chữ y ngắn này thì các em thấy y ngắn này thì các em đọc y, y bình thường thôi. Còn y hai chấm thì các em đọc y y cười lên còn cái y này thì các em đọc giống như chữ e của mình e đó rồi ở đây nè bước 1 là chúng ta sẽ đọc bốn đáp án khoanh đáp án lại bước thứ hai là chúng ta sẽ làm gì các em lấy từ điển ra ghi cái phần phiên âm này bước thứ ba là dịch từng từ à, dịch nghĩa đó bây giờ cô sẽ đọc cho các em bước thứ nhất nha lifting lifting routine, routine. À, các em thấy có sự khác nhau chưa? Ừ. Split, split. Divide, divide. À, như vậy thì đáp án của chúng ta là câu câu B. À, các em đọc tới câu này là các em đã xác định được câu B rồi. Cái từ này nghĩa là nâng lên nè, thói quen nè, tách ra nè, chia. Cái từ này các em đã học rồi nha, cái tạo dài năm lớp 9 của chúng ta trong unit 3 đó. À, tạo dài chúng ta sẽ ra sẽ ra có hai tà đó tách ra làm hai tà. Ở nhà nếu như mà các em mà muốn học được cái phần này á thì các em dùng Google trợ lý ảo á hoặc là dùng uh, trong điện thoại của các em mà dùng iOS thì các em dùng Siri. À, thì uh, các em dùng những cái cái đó thì khi các em đọc lên các em sẽ kiểm tra được mình đọc đúng hay sai. Rồi mình có thể nói chuyện với nó nữa, được hết nha các em, mình sai khiến nó làm những việc mình muốn, được hết đó. Tại có nhiều bạn thấy là Bà không có tiền đi học trung tâm không có tiền đi học những trung tâm nước ngoài để giao tiếp với người nước ngoài cô thấy thật sự không cần thiết tại vì rất nhiều người giỏi tiếng anh mà không cần phải đến trung tâm Đó. tức là các em cứ đòi hỏi môi trường phải thật hoàn hảo thì các em mới học được tiếng anh thì chắc không bao giờ các em giỏi tiếng anh được cô thấy bây giờ có rất nhiều thứ các em có thể sử dụng để nâng cao khả năng tiếng anh của mình Đó. À, nếu có điều kiện thì cô sẽ làm cái phần video đó về cho các em nha. Tôi cô thích làm video về giao tiếp lắm nhưng mà do cô dạy nhiều quá nên không có thời gian để làm video cho các em. Bây giờ chúng ta, <laughs> bây giờ cô sẽ thử một lần nhé. Thử uh, gọi Siri lên để đọc cái này cho các em nghe nè. Hey Siri. Đây, cho cô kéo cái này xuống nha. You're welcome. Nhưng mà <laughs> cô phải để cái tay vô chứ không là đưa ra nó mờ nè. bây giờ mình sẽ à, uh, do cô nói tiếng Việt cái gì đó cứ nói vô bất khẩm. Bây giờ cô sẽ đọc bốn cái từ đó nha. Hey Siri. Lifting. I didn't get that. Could you try again? khi mình đọc từng từ như thế này thì nó sẽ không hiểu mình đang nói gì các nó sẽ không hiểu mình đang nói gì cho nên nó sẽ bắt mình đọc lại còn nếu như đúng cái lệnh của nó à, nó là người máy mà thì nó hiểu được thì nó mới thực hiện được cái cái hành động đó còn nó không hiểu thì nó cứ cứ chỉ try again thôi nhá thôi mình đọc sai nó cũng sẽ biểu mình đọc lại như vậy tiếp theo nha từ tiếp theo là từ thói quen đúng không I didn't get that. Could you try again? Hmm, I'm having trouble. routine I didn't get that could you try again split I found this on the web divide how much is the bill glad to hear it divide i didn't get that could Divide. I didn't get that. Could you try again? Ủa sao cô bấm vô đây không được ta? Tức là khi mà các em thực hiện một cái lệnh nào đó, ví dụ như divide là dấu chia đó, thì nó sẽ hỏi là cái hóa đơn nó bao nhiêu tiền. Tại vì khi mà cô nói tiếng Việt vô là nó không có nhận dạng được, nó nhảy từ bậy từ bạ. Hey Siri. Divide. giờ mạng yếu lắm. One moment. Bắt đợi. Bây giờ chúng ta qua câu 2 đi ha. Để tí nữa tại vì khi mà mình hỏi dồn dập nhiều quá mà à, nó không có trả lời kịp ấy, là nó cứ nói one moment. Đó. Bây giờ cô sẽ qua câu 2 tí xíu nữa cô sẽ qua lại cái lệnh phép chia này cho các em thử nha. Câu số 2 nè. Câu số 2 thì các em chọn đáp án cho cô đi. Câu số 2 người ta yêu cầu mình phát âm cái eight, đúng không? Đấy. như vậy thì ở đây chúng ta sẽ đọc trước nè investigate participate immediate communicate như vậy là đáp án của chúng ta là câu c đó được chưa rồi bây giờ chúng ta dịch nghĩa đi cô đã phiên âm sẵn cho các em rồi các em chỉ cần tải file này về và các em học nhé những cái từ mà tiếng anh thì cô sẽ highlight cho các em và có phiên âm cho các em luôn từ này là đầu tư tham gia ngay lập tức và giao tiếp bây giờ chúng ta sẽ gọi Siri lên chúng ta đọc lại bốn từ này thêm thế nào nhé Hey Siri divide How much is the bill? $100 How many people are splitting the bill? Five. It's $20 per person. các em nó chia cho mình không? Nó hỏi là cái hóa uh, đơn bao nhiêu tiền, cô đọc là trăm đô. Sau nó hỏi là chia cho mấy người thì cô nói là chia cho năm người thì nó ra 20 người. À 20 đô một người. Đó, thấy chưa? Đó là cái cách chúng ta dùng lệnh còn bây giờ chúng ta sẽ đọc bốn cái từ lúc nãy xem thế nào nha. It's 20 dollars per person. Investigate. Here's what I found. Participate I'm not sure I understand Immediate I didn't get that Could you try Communicate I'm not sure I understand đó, Khi mà các em đọc đúng đó, Thì nó sẽ ra đúng cái từ đó luôn Nhưng mà dĩ nhiên là uh, Khi mà mình 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 đọc nó không hiểu Thì nó cứ I'm not sure understand Biết vậy thôi À kệ nó à, Khi nào mình cần nói chuyện với nó Thì hãy khác ha Bây giờ chúng ta sẽ qua tiếp câu số 3 nha I'm not sure I... Bye Bye for now Câu số 3 Câu số 3 thì Người ta yêu cầu mình nhắn âm ha Cũng tương tự Các em đọc xong một câu rồi các em cũng uh, Kiểm tra thêm Google nó có hiểu mình nói gì không Nha Bây giờ cô sẽ Lên lại cái Đưa lại đưa bản lên cho các em dễ đọc Listen listener đúng không? Rồi nhấn âm 1 nè. Contestant nhấn âm 2. Instrument nhấn âm 1. Audience nhấn âm 1. Như vậy là câu câu B nha. Yeah. Listener là gì? Người nghe nè. Contestant là người mà đi thi là thí sinh em ha. Instrument là nhạc cụ. Audience khán giả. Cái này nằm trong unit 3 của game. Câu số 4 các em. Câu số 4 uh, Trumpet nhấn âm Âm 1 đúng không? Spirit nhấn âm Âm 1 Crazy âm Âm 1 Release âm 2 Đó Như vậy thì đáp án của chúng ta là câu câu đi Thì chúng ta qua tiếp phần 2 là mã nhé Câu số 5 người ta yêu cầu mình là agree ha, động từ agree cái này thì cô sẽ làm video cho các em riêng nữa agreed à, cô chỉ biết agree này thôi nha thì sẽ cộng với to tức là động từ agree cộng to vấp một đồng ý làm gì vậy chúng ta chọn câu câu b cô ấy đồng ý đi đến à, rạp xiếc với anh câu 6 em câu 6 là một câu khó nếu như bạn nào biết chắc chắn cách dùng thì thì mới làm được ở đây chúng ta có nếu như nằm trong dự định ha thì chúng ta sẽ dùng be going to verb 1. I think I gì đó. Còn nếu không nằm trong dự định thì chúng ta sẽ dùng will will verb 1 thì tương lai đơn. À, như vậy thì ở đây các em thấy nè. Tôi quá mệt để đi bộ về nhà rồi tức là hai ba người bạn rủ nhau đi mua sắm chẳng hạn em đi bộ về đi được 2 km thôi mệt quá taxi về cho rồi đó như vậy thì khi người ta đi mệt người ta mới nảy ra cái ý định như thế người ta mới lên cái kế hoạch như thế như vậy thì nó không phải là một cái điều dự trước đúng không cho nên chúng ta sẽ dùng là will get câu số 7 các em câu số 7 thì đây là một cái câu về từ vựng homemaker là người mà người phụ nữ mà ở nhà mà lo máy ấm gia đình á ở Việt Nam mình có cái câu là đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm. Thì đây là cái từ gọi là xây tổ ấm còn đây là xây nhà tức là trụ cột trong gia đình em, breadwinner. Còn này giáo viên, công nhân các em biết rồi ha. Như vậy thì cái người nào á mà quản lý nhà cửa và nuôi dạy con cái thay vì đi kiếm tiền ở bên ngoài em, kiếm tiền từ cái công việc làm là ai đây? Dĩ nhiên là à, người mẹ đúng không? Người phụ nữ. Câu số 8. Câu số 8 thì uh, ở đây mình có một cái uh, cụm is no use thì các em cộng cho cô vấp in nhé ừ. thật vô ích để làm gì tức là thật vô ích để hỏi ý kiến của anh ấy như vậy thì cộng vấp in đây chúng ta chọn câu câu a cái này chúng ta cũng có giải trong đề thi tuyển sinh rồi các em bạn nào yếu tiếng anh á mà muốn được sáu bảy điểm thì các em cứ giải hết lại 30 đề thi tuyển sinh lớp 10 cho cô chắc chắn các em sẽ được 6 đến 7 điểm còn khi mà các em cái phần uh, 2 điểm á, À, 8 điểm, 9 điểm á, thì là phần từ vựng của năm lớp 10 rồi. Còn ngữ pháp vẫn y chang nha, y chang để tuyển sinh lớp 10 đến lớp 10 á. Câu số 9 nha em. Câu số 9 thì à, dịch nghĩa ra ở đây dùng liên từ đúng không? Ở đây các em thấy nè. Một bên thì exciting, một bên thì boring. Như vậy chắc chắn là hai mệnh đề trái ngược nhau dùng but. Cái buổi hòa nhạc đó nó quá buồn chán, nó 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 hào hứng ở lúc đầu thôi nó vui nhộn lúc đầu nhưng mà nó trở nên gì em buồn chán vào lúc cuối ha. câu số 10 à, câu số 10 em family gì đó ở đây thì chúng ta từ vựng ha bốn cái từ từ vựng nhưng mà chúng ta phải nhớ học cái cụm từ này nè tức là chúng ta chia cái công việc nhà đó ra một cách công bằng à, mỗi người làm một việc thì cái này có nguyên trong sách giáo khoa luôn câu này chuyên sách giáo khoa với em luôn đây là cái đề thi mà các bạn gửi về cho cô nhé đó. Như vậy thì ở đây chúng ta sẽ dùng câu câu C à, chia cái công việc nhà ra đều hết. Câu 11 các em. Câu 11 sau decide cộng to verb 1 quyết định làm quyết định làm gì. Rồi các em tải cái file này về các em tự làm lại chấm điểm xem được bao nhiêu điểm nha. Đó. Let me các em nhớ cho cô nè. À cái công thức mà bất di bất dịch lúc nào các em cũng à, gọi là cũng phải nhớ Help make let cộng object cộng verb 1 Help make let cộng object cộng verb 1 Cái này là một cái cụm từ, một cái cụm mà cái công thức mà sau này á Khi em lên 12, cái em thi đại học vẫn cứ, có, có cái câu này à. Như vậy thì ở đây chúng ta chọn được cái two verb là chúng ta loại cái này và sau cái này cộng nguyên mẫu ha chúng ta chọn câu câu đi cái này chúng ta cũng có giải trong đề thi tuyển sinh lớp 9 rồi Rất nhiều Nếu như bạn quyết định Bán cái chiếc xe của bạn thì Let me know để cho tôi biết với nhé Tức là hãy cho tôi biết với Câu 12 Câu 12 là một hình thức dạng câu bị động Các em chọn câu gì nè Như vậy thì ở đây các em sẽ thấy cho cô nè Một cái đầm đẹp trong ngày sinh nhật của cô ấy như vậy là Jenny được tặng đúng không em? Đó, được tặng chi bị động. Được tặng một cái đầm đẹp trong ngày sinh sinh nhật. Câu 13 nè. 13 promise. Promise come to verb. To verb 1, loại câu A, loại câu đi Sau so feel like cộng verb in. Cảm thấy cái này là don't như vậy là cảm thấy không thích làm gì. Tôi hứa là sẽ à đây, câu C nha em, chọn câu C trước rồi cô dịch cho nghe nè. Tôi hứa là sẽ uh, đưa cho đưa team đi ra ngoài đúng không? Đi ra chơi á nhưng mà tôi giờ tôi cảm bây giờ tôi cảm thấy không thích nữa, không thích đi ngoài đi ra ngoài nữa nha. Câu 14 em. Câu 14 khi các em làm bài các em để ý cho cô nè. Ở đây có be going to v1 và will v1. À, cái này thì hiện tại tiếp diễn nè. À, còn cái này là gì em? À, tương lai tiếp diễn. Như vậy các em thấy dịch cái câu này ra các em sẽ thấy nè. John has an appointment. John có hẹn với bác sĩ của cô ấy vào tuần này. Cô ấy à gì đó, bác sĩ vào ngày mai như đã lên kế hoạch, đã lên lịch. Như vậy thì cái việc này đã được có kế hoạch đúng không? Là một cái có kế hoạch. À, cô nói có kế hoạch thì chúng ta sẽ chọn gì em? Um, be going to verb 1 cái Chúng ta không chọn will Vì will là cái chưa có kế hoạch à, Tương lai gần yeah. This week Tức là cô ấy sẽ đi khám bác sĩ vào ngày mai Như đã lên kế hoạch Con 15 em Con 15 là một cái cụm từ Các em phải học thuộc Đây là những cái cụm từ nên cô cô uh, like màu xanh lên đó Take responsibility for là chịu trách nhiệm làm gì? Mẹ của mình thì chịu trách nhiệm làm công việc nhà housework. Câu 16, 16 17 là hai câu giao tiếp em. You look beautiful in this skirt. Cái cái uh, bạn trông đẹp hơn trong cái váy này nè thì Lan nói là sao ta? Dĩ nhiên là sẽ cảm ơn đúng không? Lan cảm ơn và Lan nói là it's nice of you to say so. Câu này chúng ta cũng đã làm trong đề thi tuyển sinh lớp 10 rồi. Cảm ơn nhé. À, thật vui khi bạn nói vậy. Câu 17 game. Câu 17 người mẹ hỏi như thế nào nhỉ? Mother hỏi là Have you tied? Con đã dọn dẹp cái căn phòng của mình chưa con trai? Thì người con trai mới trả lời là I will after I do. Như vậy thì con sẽ làm sau khi mà con làm tất cả những cái bài tập trong textbook trong cái cái cuốn sách của con hợp lý at my house full with my tidying uhm. nói chung là cái cái cụm này nè cái cụm này không phải là đầy tay ha tức là công việc đầy hết nằm hết trong cái đôi bàn tay của mình tức là nhiều việc bận quá đó. bận quá cho nên bận quá bận cho cái việc dọn dẹp tức là không có thời gian để làm Nha. rồi The more I tied như vậy thì khi người mẹ hỏi thì có hay chưa đã rồi con có làm hay không đó còn cái này là mình nói quá bận là nó không phù hợp để dọn dẹp ha với việc dọn dẹp như vậy là câu a là đúng đó em còn cái câu c nè càng dọn dẹp à, tôi càng làm thì nó sẽ càng trở nên tồi tệ và còn con trai còn nói ngược lại câu chứ uh, why don't you give me a hand cleaning Tại sao mẹ không giúp con một tay để lau chùi? À người ta hỏi dọn chưa? À có dọn hay không? Hay à, chứ không phải là mắt lẻo lại như nhà nha. À, Lưng lẹo. <laughs> câu 18 các em. Câu 18 là một câu về từ vựng nha. À như vậy thì ở đây bốn cái từ vựng là các về cái hệ thống này các em phải học hết nha. Ở đây câu đầu tiên à cái câu A nè circulatory circulatory system là hệ tuần hoàn nè digestive system là hệ tiêu hóa, nervous system hệ thần kinh, skeletal system là hệ xương á mình có cái con skeleton là cái con xác ướp á ừ, sắp tới halloween rồi đó. như vậy thì ở đây chúng ta phải dịch cái câu này chúng ta mới làm được. À, chúng ta biết bốn đáp án mà không biết dịch thì cũng chịu ha. cái gì đó nó kiểm soát cơ thể và nó được điều khiển bởi bộ não và dây thần kinh các em à nó cho phép chúng ta di chuyển nói chuyện và có cảm xúc đó. à, như vậy thì cái câu này chúng ta cũng uh, các em thấy cũng cái câu dạng này nhưng mà người ta ra cái dạng đề mà hôm trước cô có sửa cho các em mà biết lại câu đó. đó nó cũng kiểu kiểu như thế này đúng không cũng liên quan đến cái hệ thần kinh này nè như vậy đáp án chúng ta là dĩ nhiên là hệ thần kinh rồi vì hệ thần kinh mới điều khiển được cái cảm xúc của con người rồi Bây giờ chúng ta qua tiếp cái phần hai la mã nha. Câu 19 các em. Câu 19 là người ta cho mình bi ha. Như vậy bi thì sau bi là cộng 1 tính tính từ ha. À, bi tính từ not to bóp 1 như vậy thì ở đây nghi là gì nhỉ? Hãy cẩn thận, nếu không thì sẽ đánh thức đứa trẻ. Như vậy ở đây chúng ta có tính từ của care là careful. Đó. Câu số 20 nè. Câu số 20 ngay for là chúng ta xong cái cụm này rồi Như vậy thì sau half chúng ta cộng một danh Cộng một danh từ Đó, Chứ ở đây chúng ta không có cộng động từ gì hết nha Như vậy thì responsible chúng ta chuyển qua thành gì em? Responsibility Responsibility Đó, Chịu trách nhiệm Đó. Như vậy thì ở đây là Tôi có trách nhiệm cho việc lau chùi căn phòng sau giờ học là sau khi đi học xong mọi người về hết rồi thì bạn này có trách nhiệm là ở lại vậy lau chùi ha câu 20 các em câu 20 là sau how many là cộng với danh từ số nhiều các em nhé cộng với danh từ số nhiều nhưng mà cái từ này nó có tới hai danh từ số nhiều lận một cái là danh từ chỉ người và một cái là danh từ chỉ cho sự vật và hai cái cách đọc nó cũng khác nhau luôn Cái này á, là cái em nhắn gì? competitors competitors đó là nhắn ở chỗ này đúng không? còn cái này là competition competition là nhắn chữ ý nè competition như vậy thì ở đây à, cái em thấy nè tham gia vào cuộc đua thì chỉ có người tham gia vào cuộc đua chứ vật làm sao mà tham gia được đúng không cho nên ở đây chúng ta sẽ chọn đáp án là gì em à, chọn cái đáp án này thôi đó điền danh từ số nhiều chỉ người nhé câu 22 đi các em câu 22 thì ở đây các em lưu ý cho cô ở đây có một cái động từ nha đây đây là một cái trạng từ work hard tức là Ừ, học hành chăm chỉ làm việc chăm chỉ đó nếu như mình nói về học sinh thì là học chăm chỉ ha còn nói về ở đây là gì của tôi là làm việc chăm chỉ làm việc vất vả để hỗ trợ gia đình của cô ấy tức là nuôi sống gia đình của cô ấy bởi vì chồng của cô ấy đã mất trong cái tai nạn xe hơi cách đây một năm như vậy thì ở đây cái câu này nó đã đầy đủ rồi nhưng mà người ta muốn dùng một cái trạng từ để nhấn mạnh thêm ở đây các em có một cái động từ nha ở đây là một cái trạng từ rồi. Đó, động từ, trạng từ rồi bây giờ người ta sẽ dùng thêm một cái trạng từ nữa để bổ nghĩa cho cái trạng từ này. Vất vả và vất vả như thế nào nữa, vất vả rất nhiều. Đó, như vậy thì chúng ta thêm đuôi ly vào là xong. Enormous. Enormously. Enormous yeah. là tính từ thêm đuôi ly vào sẽ thành trạng từ. Câu 23 đi em. Câu 23 nè. Câu 23 cũng sau have has nhưng mà không phải lúc này chúng ta không có điền danh từ nữa vì sao các em biết không? ở đây nó có to be nè, có động từ tức là đây là thì hiện tại hoàn thành đúng không? Đó. Has been verb 3 đó, đây là bị động của thì hiện tại hoàn thành. Đó. như vậy thì ở đây ngay chỗ này nó không không có giống cái câu trên đây cho nên ở đây là động từ thì chúng ta cần một cái trạng từ để bổ nghĩa cho động từ. à, như vậy thì cái từ has này không nó không có giống ở trên này nè, lưu ý nhé. Như vậy thì ở đây Tradition thì chúng ta à, trạng từ là gì em? Traditionally ha Tiếp chỗ rồi em ơi Cô chữ như vậy mà nó cũng thiếu Đó Traditionally Ok Chúng ta qua tiếp cái phần C là phần Reading game ở đây thì chúng ta có 2 4 5 câu à, các em thấy câu hỏi đúng không? 5 câu thì chúng ta sẽ điền vào sau đó cô sẽ dịch cái bài này cho các em nhé Bài này cũng ngắn thôi. Câu 24 các em. 24 thì ở đây là bốn từ khác nghĩa. À, như vậy chúng ta phải dịch nghĩa ra thôi. Nhiều người như thế nào đó là khoan để xem dịch cái câu trước này tại vì cái này people nè thì cái này là nhiều nhiều cái gì đây để xem thử để dịch câu trước đã thực vật đó, nó cung cấp thức ăn nè quần áo và shelter shelter ở đây nghĩa là mình có cái cái kệ em thì cái này là gỗ ha để dùng dùng cho việc xây nhà cho con người và nhiều cái à, loại thuốc sử dụng hữu dụng đó, nhất của chúng ta cũng được ở đây các em thấy này ở đây là vật đúng không? Đó cũng gì đó dĩ nhiên là cũng được rồi cũng được được làm được làm ra được làm hay là được học hay là được có được tức là đây là câu bị động ở đây chúng ta có chủ ngữ là vật rồi nè có to be nè đúng không như vậy đây đi một động từ ở dạng bớt ba nữa như vậy chắc chắn là câu bị động cho nên chúng ta dịch là cũng được cũng được cái gì từ cây trồng em từ thực, thực vật em các em lưu ý cho cô hai cái từ made và từ done thì tức là tạo ra những cái gì đã có sẵn à, làm những cái gì có sẵn còn cái này là tạo ra tạo ra những cái mới à, làm ra những cái mới ví dụ mấy cực kỳ các em làm ra một cái bánh là trước đó không có cái bánh đó bây giờ em làm ra sẽ ra cái bánh còn chúng ta làm ví dụ như true homework chúng ta làm bài tập về nhà lưu ý hai cái từ này cách dùng khác nhau nhé cho nên cái này là chúng ta sẽ tạo ra những cái loại thuốc từ những cái loại cây này cái câu a nhé câu 25 nè và làm chúng ta cần phải điền giới từ vào. Ở đây chúng ta có một cái động từ là add. Add something to something. Add something to some, something, tức là thêm cái gì vào cái gì. Như đây chúng ta dùng giới từ là câu to nhé. Câu 26 các em. 26 đây. Như vậy thì ở đây các em chọn đáp án nào cho cô nào? Cái này là câu từ vựng đúng không? Vì bốn đáp án của chúng ta khác nghĩa mà. Mary là vấn đề nè Allergies là dị ứng nè Difficulties là khó khăn Illnesses là bệnh à, Bệnh tật á Chúng ta xem được câu này nó có nghĩa là gì đây em Những cái hạt phấn nhỏ Từ những cái cây á Là nguyên nhân Nguyên nhân gây ra cái gì đây à, Gây ra Gây ra những căn bệnh đúng không em Vì ở đây chúng ta có asthma là À, bệnh hen suyễn nè hay fever tức là bệnh sốt hoa cỏ hoa cỏ em à, chúng ta chúng ta nghe cái mùi đó chúng ta sẽ bị bị bệnh bị sốt thì nó sẽ gây ra những căn bệnh đúng không nè đó là câu câu đi nhé 27 em 27 cũng là một câu từ vựng poison là Độc nè nhưng mà à ở đây ở đây người ta dùng có từ loại nữa các em nhé có từ loại này. bây giờ chúng ta sẽ xem thử 27 sau to be chúng ta cộng với gì các em sau to be chúng ta cộng với tính tính từ nhưng mà hai từ này trái nghĩa cho nên chúng ta sẽ xem thử nha chúng ta loại cái poison là là danh từ đi ha loại cái này đi Đó. cái này nghĩa là thuốc độc là ta loại đi nè loại danh từ nè cái này là tai hại loại luôn danh từ luôn chúng ta còn câu si và câu đi thôi xem thử nè một vài cái cây á thì cái gì đó nếu như chúng ta ăn nó có hại đúng không gây độc đúng không còn cái này là gì à, có lợi rồi cái này là vô hại nha cái này gọi là vô hại à, như vậy thì là gì gây độc mới đúng ừ, có độc á câu 28 mươi tám câu 28 thì ở đây chấm 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 irritate the skin cái gì đó gây kích ứng da hả như vậy thì ở đây chúng ta lưu ý cho cô nè. Một cái chủ ngữ, một cái động từ mà động từ ở dạng pháp 1 tức là nguyên mẫu. Thì phía trước này phải là một cái danh từ số nhiều em. Ừ, danh từ số nhiều nè. Mà ở đây nè. Cái này với cái này với cái này phải cộng danh từ. Thì mới có nghĩa được. Chứ nó không có đứng mình được. Như vậy thì ở đây câu A là câu phù hợp nhất. Vì others là đại diện cho những cái còn lại. nè Cô sẽ dịch cái câu này cho các em. À, một vài cái cây á. Thì à có độc nếu như mà chúng ta ăn nó vài thực vật thì có độc nếu chúng ta ăn nó còn số còn lại thì nó gây kích ứng cho da thì chúng ta sẽ dịch nguyên cái đoạn này xem nó nói gì nhé thực vật nó cung cấp uh, thức ăn nè quần áo nè rồi gỗ cho con người nhiều người nhiều cái loại thuốc hữu dụng nhất của chúng ta cũng được tạo ra từ những cái loại thực vật bên cạnh đó thì thực vật nó cũng cây trồng thực vật cây trồng nó cũng tạo thêm cái vẻ đẹp và sự vui vẻ đối với cái cuộc sống của chúng ta các em lưu ý cái chỗ này nè cái này động từ của nó là live nhưng mà danh từ của nó là lives ah, lives danh từ số nhiều nhé hầu hết mọi người đều thích cái mùi của hoa và những cái cánh đồng ha những cái cánh đồng mà đang hoa đang đu đưa và những cái khu rừng yên tĩnh, sự yên tĩnh của khu rừng hoặc là khu rừng yên tĩnh. À, nhưng mà không phải hầu hết tất cả những cái cây nó đều hữu dụng đối với con người. Một vài loài á, thì nó lớn lên ở trong cái cái ruộng á, à, hoặc là trong cái vườn. Vì thế mà cái hạt của nó em nó sẽ uh, choke up tức là nó nó làm chết đi những cái cây, tức là như cái cỏ à, wheat là cỏ, cái cỏ mà cỏ kiểu như mình trồng cái gì đó mà nó lên cỏ thì mình phải nhổ đi mình nhổ không hết thì nó sẽ làm cho những cái cây có ít của mình là cây mà mình trồng nó sẽ chết đi rồi là những cái hạt phấn nó cũng à, từ những cái cây thì chắc chắn nó cũng sẽ gây ra những cái bệnh như là hen suyễn rồi là bệnh sốt ha sốt hoa cỏ một vài cái cây thì nó có độc nếu như chúng ta ăn nó và số còn lại thì gây kích ứng da đấy <laughs> chúng ta qua tiếp cái phần bài đọc thứ hai các em ở bài đọc này thì chúng ta đi xuống đọc câu hỏi đó em nha bài đọc khá dài nhé à, cô cũng đã có hai là từ vựng cho các em các em về chịu khó đọc ha 29 là bài này là bài dạng true or false đây ta bị mình đi tìm đi, tại vì uh, cô muốn để cái phần này ấy, cho nên cái bài nó dài ra tí thôi chứ cũng không có đến nỗi dài hơn đâu they were the best selling group in history tức là họ nói là uh, họ họ là cái uh, cái uh, nhóm nhạc em à the beatles cái nhóm nhạc đó là một cái nhóm mà gọi là bán chạy nhất lịch sử tức là họ có cái best selling là họ có những cái đĩa của họ ra là đều bán rất là chạy em ha và nhất trong lịch sử luôn bây giờ chúng ta sẽ đi tìm cái câu này có không nha chúng ta sẽ đọc câu trả lời sau đó là đi tìm đây tức là dù biết là có nó có nổi tiếng nhưng mà mình phải tìm cho được là nó có bán được hay không nha em đây doanh số đây nè à, với doanh số toàn cầu đây và chắc chắn rằng họ là một trong những nhóm nhạc thành công nhất à, yeah. với cái doanh số à, toàn cầu là vượt quá vượt hơn 1,1 tỷ bản thu luôn Đấy, như vậy là câu đó đúng em ha trừ các em nhớ là phải à, khi mà các em làm bài là các em phải điền đầy đủ nha chứ đừng có viết tắt nha các em câu 30 mươi Ví tắt mà gặp thầy cô khó là người ta sẽ không cho điểm em câu đó Câu 30 là All the members were from Liverpool Tức là tất cả các thành viên đều đến từ Liverpool đúng không? Bây giờ chúng ta sẽ đi tìm thử Hồi nãy chúng ta tra tới đây rồi đúng không? Chúng ta sẽ đi tìm cái danh từ riêng thôi em đó, Xem được có không? Nếu có trong bài thì chắc chắn là có Đây, đây, đây đây Thật ra thì bài này là cô đọc rồi Tại vì khi cô tra từ cho các em cô đọc rồi Nhưng mà cô muốn gạch cái đường này để cho các em Biết cách khi mà các em đi thi Các em làm bài ha Đây tất cả đều đến từ nước Anh hết Câu này cũng là Câu 31 There were some confusion about the sources of their music Có một vài cái sự nhầm lẫn về cái nguồn gốc âm nhạc của họ đúng không? À, có không em? Có gì nhầm lẫn gì đây? Mình đi tìm thử nha Coi xem mà có sự nhầm lẫn gì về cái nguồn gốc âm nhạc Kiểu như là giống như là đạo nhạc em Kiểu kiểu giống vậy Nãy mình đọc tới đâu rồi? Mình đọc tới chỗ đây đây nè thường à, thường thì cái bài làm của em á thì người ta sẽ à, xếp theo thứ tự cho nên các em cứ đọc tới đây rồi các em tìm tiếp à, khi mà các em tìm không có các em lại tìm lại từ đầu nha nhanh nhất thì chúng ta đi tìm những cái từ giống như là từ confuse em phải tìm từ khóa nhé à đây nè hồi nãy cô gạch cô vừa nói cô gạch cô không thấy luôn à, một vài á à, một vài trong số đó thì à, được cho là gì em là nhầm lẫn về cái nguồn gốc âm nhạc của họ câu này đúng luôn à, câu 32 mươi hai game their music were copied by Elvis Presley tức là họ nói là cái những cái, cái nhạc người này được copy À, copy bởi cái ông Elvis tức là kiểu là đạo nhạc luôn đúng không em ừ. đây là một nhóm nhạc rất là nổi tiếng dĩ nhiên là sẽ không có chuyện đó xảy ra rồi đây xem tiếp chỗ này nha à, một vài cái sự nhầm lẫn tương tự à, được xem như là được tìm thấy à, đối với Elvis Presley bởi những người bình luận á những những nhà bình luận ha những người mà không biết về truyền thống của nhạc blue, nhạc R&B và những cái gospel này là nhạc mà nhạc mà nhạc dành cho nhạc thánh em nhạc dành cho những người theo đạo nhạc nên người ta gọi là nhạc phúc âm cái mà được Freshly xác nhập như vậy thế đây câu này là gì em À, họ không có copy đúng không vì đã nói là nhầm lẫn rồi mà đúng không <laughs> như vậy thì đáp án của chúng ta đối với câu này là sao em dĩ nhiên là họ không có copy rồi đúng không đó là nó là bị nhầm lẫn rồi mà rồi false bây giờ cô sẽ đi vào dịch cái bài này cho các em nhé dịch nhanh thôi để chơi game thật ra những cái từ vựng trong đây là nó khá thuộc về chuyên ngành âm nhạc cho nên là các em chỉ cần dịch được những cái cơ bản thôi cũng được không cần nhất thiết là phải dịch đúng từng từ nha à, đây là một cái nhóm nhạc cô rất là thích và cô như là cô rất là hay nghe nghe về cái bài bài mà nổi tiếng nhất của nhóm này là yesterday cd em nào có thể mở ngày hôm qua các em tại vì cái này nhóm nhạc này thì nó được hình thành từ cái năm 1960 lận mà những người mà đam mê cái nhạc này thì chắc cũng 65 đến 70 tuổi à, Nhóm nhạc The Beatles là một trong những cái nhóm nhạc ảnh hưởng nhất Trong kỷ nguyên, thời đại nhạc rock em ha Và nhiều người xem rằng họ là một cái nhóm nhạc hay nhất Hay là, là ảnh hưởng nhất ở trên, trên đất Ban đầu thì họ ảnh hưởng đến những cái đứa trẻ mà thế hệ trẻ mà sau chiến tranh thế giới thôi của nước Anh và nước Mỹ trong những năm 1960 và sau đó là phần còn lại của thế giới tức là ban đầu con nít nghe sau đó là ai cũng nghe luôn một điều chắc chắn rằng là họ là một cái nhóm nhạc thành công nhất với cái doanh thu toàn cầu vượt quá 1,1 một một tỷ bản thu trong khi họ À, ban đầu lại họ cái sự nổi tiếng ban đầu của họ là dành cho cái dòng nhạc trữ tình nhẹ tức là nhạc nhạc pop nhạc nhạc tình yêu em ha và những cái à, phản ứng gọi là phản ứng mà cực kỳ gọi là dành của những người hâm mộ á ha à, hysterical mà họ nhận được là từ những cái người phụ nữ trẻ sau đó à, những cái công việc tức là đối với những người nghệ sĩ, những người ca sĩ thì cái công việc của họ và cái sản phẩm của họ tạo ra đó là những cái đĩa nhạc, những cái bản thu đúng không? Thì chúng ta sẽ dịch như vậy đó hay hơn. Những cái bản thu sau này của họ đã đạt được đã có cái sự kết hợp giữa uh, của cái sự nổi tiếng và cái sự chỉ trích kem ha. À, có sự chỉ trích ừ, có lẽ là không điều gì có thể so sánh được ở thế kỷ 20 là âm nhạc ở cái thời này là đây là một cái sự bùng nổ em cho nên nó gặp rất là nhiều. Bạn nào muốn tìm hiểu thêm về nguồn gốc thì các em có thể đọc thêm ha. rồi tiếp nhé. Eventually, cuối cùng thì họ còn trở nên trở nên là hơn tức là hơn một người nghệ sĩ thu âm nữa mà họ lắng sang sang làm phim nè. Đặc biệt particularly đặc biệt là trường hợp của ông john lennon là một chính trị gia hoạt động người hoạt động chính trị gia đó họ có được những cái chỗ đứng một cái vị thế mà giống như là một cái biểu tượng vậy đó hơn cả những người nổi tiếng vượt xa những cái tầm ảnh hưởng mà khó ai có thể khó có thể phóng đại được em à. những cái thành viên của nhóm nhạc này là gồm có ông john lennon nè ông paul mccartney ông charles harrison và ông Ringo Starr tất cả đều là là đến từ Liverpool Island cả và cái chúng ta xuống đoạn tiếp theo các em nhé hãy gần hết rồi cố gắng lên Beatle Mania đã bắt đầu tại UK tại nước Anh và sau đó à, sự xuất hiện sau đó là bùng nổ như là một cái sự bùng nổ em ha à, của Beatle tại à, cái show này em tại cái show Ed Sullivan Tại Mỹ, ngày 9 tháng 2 năm 1964 Cái nhóm nhà pop music đã trở nên à, giống như là một cái hiện tượng em ha à, Một cái hiện tượng của thế giới hiện tượng toàn cầu Với lượng fan cuồng nhiệt nè Đó, Lượng fan cuồng nhiệt Rồi là những cái à, lời khen mà lời khen có cánh luôn Đó, Lời khen có cánh cô nói hay lời khen có cánh tức là Gọi là tôn sùng luôn em ha Đó nhưng mà cũng có những cái bình luận bởi những cái uh, nhà bình luận văn hóa và những cái uh, người khác như là Frank Sinatra một vài người trong số đó thì nhầm lẫn về cái nguồn gốc của âm về âm nhạc nguồn âm nhạc của họ nguồn gốc âm nhạc của họ và sự nhầm lẫn tương tự uh, với đã xảy ra với, vào năm 1956 với Elvis Presley bởi những cái người bình luận ai uh, người mà không biết về truyền thống của nhạc blue, nhạc R&B và nhạc uh, phúc âm cái mà Presley đã xác nhập. Một vài một vài trong số đó thì đơn giản chỉ là gọi là họ kinh ngạc. À, kinh ngạc có cái những cái phản ứng kinh ngạc về à, độ dài của mái tóc tức là về mái tóc dài của cái nhóm nhạc này. À, at any rate, à, dù sao đi nữa thì nó cũng À, được cho là một một trong những cái à, nhóm nhạc mà thành viên à, mà có cả những cái or tức là có cả những cái à, sự yêu thích của khán giả mà cũng có cả những cái lời phê bình ha resentment có cả những cái lời phê bình của tức là nhóm nhạc một bên là được rất yêu thích một bên là không yêu thích Đã. như vậy là bài đọc của chúng ta như vậy ha bây giờ chúng ta sẽ à, qua cái phần viết lại câu em Câu 33 các em Câu 33 là một câu Cái này thì chúng ta biết rồi đúng không Our rooms đang làm tân ngữ Bây giờ nó chuyển thành làm chủ ngữ Như vậy đây là câu chủ động viết sang câu bị động Ở đây chúng ta dùng thì gì đây Thì hiện tại đơn ha Thì hiện tại đơn Thì chúng ta có Don't Vớp 1 Hoặc là Doesn't verb 1 chúng ta chuyển qua is Hoặc là am Are cộng với cộng với not đó, để cô ghi lại nè tại vì sợ nhiều bạn chưa xem video đó don't hoặc là doesn't bớt một thì chúng ta chuyển thành is am, are. cộng với not cộng với verb 3 hoặc là verb e ed nhé như vậy ở đây all rooms là danh từ số nhiều thì chúng ta sẽ dùng là to be là sau đó thêm nó vào ha đó có viết tắt và clean là chúng ta thêm id clean rồi không cần bay không cần bay us nhé we they he she là không cần qua cả 34 em câu 33 34 35 36 từ 33 34 35 36 là những câu khó nha chỉ có mình câu 33 là dễ nhất thôi Công thức này thì chúng ta cũng đã học trong tiết trước rồi. Từ would prefer to bóp 1 chuyển thành would rather thì chúng ta đầu tiên là start, sau đó tăng ngữ chúng ta sẽ chuyển thành chủ ngữ là là he. À, câu này một câu khó cho nên là dành cho những bạn nâng cao thôi, những bạn học khá thôi, những bạn học mà chưa tới mức này thì các em có thể làm tốt cái phần ở trên là được rồi. That he gì nè em? Rồi, cộng bóp 2, verb 3 thì chúng ta... À, còn không thì các em sẽ xem lại video trước nha Trong cái bài viết lại câu tiếng Anh 10 à, Chuyển thành verb 2 à, Muốn làm điều gì ở hiện tại em á Ở đây chúng ta dịch ra nè Bố mẹ của anh ấy thì muốn anh ấy phải chú tâm vào cái việc học Bố mẹ anh ấy muốn anh ấy, muốn rằng anh ấy hãy chú tâm vào cái việc học thôi À, câu 35 cái nghĩa thì nó cũng không thay đổi nhưng mà cái cách viết thì nó khác em 35 nè hãy viết thành một câu với cái từ cho sẵn các em phải lưu ý ở đây cũng phải xác định thì thêm từ vào chứ không phải là đi sắp xếp nha đầu tiên nè các em phải biết được cái cụm từ in case sập là đi với lại danh từ nè đó cái khó đầu tiên bây giờ là phải biết cái cụm này in case of, rồi xong rồi nó cộng với một danh từ. Ở đây thì mình sẽ ghi cái danh từ ghi hết cái phần danh từ này vào. Đây. Trong trường hợp khẩn cấp á, uh, in case of emergency cái cụm này các em xem như là các em học thuộc luôn ấy trong trường hợp khẩn cấp thì như thế nào điện và nước điện và nước là vật mà ở đây người ta cho mình là một cái provide à, như vậy thì chúng ta phải chia bị động chứ điện và nước cung cấp đâu được điện và nước phải được cung cấp đúng không nhưng mà in case of emergency là trường hợp chưa xảy ra và người ta sẽ dự định nếu như nó có xảy ra thì sẽ như thế như vậy là đây là một cái điều gì em à, chúng ta phải chia thì À, tương lai đúng không nào thì tương lai đơn nhưng mà bị động của thì tương lai đơn luôn. Đó. Trong trường hợp mà khẩn cấp á, thì điện và nước. Đó. Các em lưu ý đừng có chia thì gì à, tương lai gần nhé. Tại vì đây trong trường hợp khẩn cấp thì mình chưa có biết nó sẽ xảy ra hay không. Nhưng mà nếu như nó có xảy ra thì mình sẽ dùng tương lai đơn nhé. Will will be vấp 3 provide. Thì mình đi vào. Rồi, cung à, điện và nước sẽ được cung cấp từ những cái nguồn khác. À. Ký cái này vô luôn em. À, cái cuối cùng ạ. From other sources. Câu 36 sáu em. 36 các em lưu ý cho cô đây là một câu lại nâng cao nha. Đây. Ở đây có từ last night. là thì quá khứ đơn hả? Thì quá khứ đơn xong thì xuân như vậy là dấu hiệu của cái gì đó liên quan đến tương lai. <laughs> như vậy là ngay khi trời à, sẽ mưa ngay khi tức là trời đây là một cái điều mà người ta đã dự đoán được cái video này chắc cô phải làm cho các em video mà phân biệt giữa will burst một và is going to burst một tại vì một số bài tập như thế này thì các em sẽ không có nắm hết được ở đây thì is going is going rain như vậy thì ở đây câu hỏi thì đầu tiên chúng ta phải dùng là is is it going? Tức là cái câu của nó sẽ là it is going, be going to đây em. Tại vì cái điều này là điều đã dự báo ngày hôm qua rồi và hôm nay nó mưa mà. Đó cho nên cái này đã được lên là giống như là đã được có kế hoạch sẵn rồi cho nên chúng ta không có dùng tương lai mà chúng ta sẽ dùng tương lai gần nhé. Is it going to rain? Ngay khi như ha, à, sẽ sớm mưa như cái dự báo thôi Như cái uh, the, Như cái dự báo Thêm cái chỗ này nữa mới khó nè Nếu như các em điền vô đây là Say last night thì cũng không được à, Mà các em phải hiểu được cái chỗ này Vì sao mà người ta chia quá khứ đơn ở chỗ này Tại vì cái từ last night thì quá khứ đơn mà Đúng không? Mà chúng ta điền vô một cái động từ thì nó cũng không phù hợp à, Cho nên các em phải lưu ý cho cô nè Ở đây là một câu hoàn chỉnh rồi nha đó, một cái mệnh đề hoàn chỉnh rồi. Như là cái gì đó. Như vậy là ở đây có hai mệnh đề. Ở các em lưu ý nè. Ở đây nó sẽ mệnh đề đầy đủ của nó sẽ là như thế này nè. which was set. Các em sẽ có hai cách viết. Có hai cách viết nè. Trời sẽ mưa sớm như cái dự báo thời tiết nè, như cái dự báo cái mà đã nói vào ngày hôm qua, à, như cái điểm báo, như cái dự báo, cái mà đã nói ngày hôm qua. như vậy thì các em có thể viết dùng mà đều quan hệ ở đây để viết câu bị động cho cái cái này cũng được. còn tại vì nếu như các em dùng ở đây mà các em không có gọi là không hiểu được cái cấu trúc chỗ này thì các em sẽ làm sai thì. còn nếu như mà bạn nào mà còn viết hay hơn nữa thì chúng ta sẽ bỏ which, bỏ was, chúng ta chỉ còn sẽ last night. được không em? Đó, lưu ý nhé. Tức là ở đây chúng ta đã dùng mệnh đề quan hệ thể bị động rút gọn mệnh đề quan hệ thể bị động để chúng ta bỏ cái này đi, rút gọn mệnh đề quan hệ đi. Đó, được chưa? Còn lại cái này thôi. Chứ không phải là cái này từ forecast last night. Tại vì cái dự báo này nó không thể nói được mà nó phải được nói. Nhưng mà các em nếu muốn biết gọn đi thì các em sẽ bỏ bớt hai này để còn này thôi. Để được nhé. đi hai cách đều được. Rồi. Như vậy thì bài học của chúng ta đến đây ba câu này là ba câu um, dành cho những bạn học khá một tí xíu Rồi, các em cố gắng luyện tập nhiều để thi điểm cao nhé cô chúc cho các em bạn nào cũng thi được điểm cao như mong muốn hết bye